Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bữa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa cát. Và cái mặt hoa này cực kỳ thơm nha cô chú. Đây là cát chôm thông fancy. Hoa của nó rất là thơm luôn. Và cô chú mình có thể so sánh cái mặt hoa của nó với hình hồi nè. Đó. Mặt hoa của nó cực kỳ to nha cô chú. Và đây là cái mặt hoa cát chôm thông fancy ha. Đó. Một cái mặt hoa đặc biệt á là nó có cái viền rất là đẹp nha cô chú. Hoa của nó là hoa to nè, cánh tròn vo luôn và cánh nó chồng bên nhau cực kỳ đẹp ha. Đó, đây là chôm thông fancy nha cô chú, mặt hoa nở thực tế tại vườn của con luôn. Và giá tiền ngày hôm nay thì bữa nay bên con đang bán ra 130.000 một chậu thôi. Xây này là xây chung, mình trồng tầm khoảng vài tháng, mình tách ra mình trồng thì sẽ rất là mau dễ hoa. Và cô chú mình mua một cặp thì sẽ có giá tiền là 250.000 cho một cặp và re ship nha cô chú. Và bên cửa hàng bên con sẽ ship đơn hàng từ 200.000 trở lên. Và ngày hôm nay là ngày re ship nha cô chú. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu của chú mình cái mặt hoa của cây cát chôm thông fancy nha cô chú. Hoa rất là đẹp luôn á. Thơm cực kỳ nha cô chú, rất là thơm luôn. Và đây là cái hình cây của cát chôm thông fancy nha cô chú. Và cái cây của con đang nở hoa là lúc trước con cũng trồng thử dòi lên nè. Trồng tầm khoảng chừng vài tháng là sẽ cho hoa bối được cô chú, rất là đẹp ha. Và cây là cây ú ngù luôn cô chú, rễ thì cũng đã bắt đầu đang xì rễ đang phà phà luôn nè. Đó. Đây là chôm thông fancy ha. Và cái cây này là một cái mặt hoa cát tem và hoa của nó cực kỳ thơm cô chú. Đây là tên nó nè, BLC nè. Đó, chôm thông fancy nè cô chú. Đây là một cái dòng cát Thái ha, cát tem và hoa rất là thơm. 130.000 một chậu nha cô chú, mắt ngủ đầy đủ ha. Rễ thì cũng đang phà phà xuống nè. Xuống rễ cực kỳ khỏe luôn. Và cái kích thước của nó thì nó đang dài là từ gốc á, lên tới cái đầu lá là tầm khoảng cỡ 20 nè. Và cái dòng chôm thông này là một cái mặt hoa rất là đẹp. Hoa của nó là cực kỳ sai hoa nha cô chú. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Đây là chôm thông fancy nè. Nó đang lên mầm cực kỳ tốt nha cô chú. Đồng giá 130.000 một chậu. Đó, đây là chôm thông hen. Rất là đẹp nha cô chú. 130.000 một chậu chôm thông fancy. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Cây nói chung hàng này là hàng thuần rồi, cây rất là mướt. Mình về cho việc là mình sẽ bỏ chậu nhựa này ra, mình coi mấy cái rễ nào mà nó hư rễ thì mình sẽ cắt bỏ rễ ra nha cô chú và mình trồng lại chôm thông fancy. Và cái mặt hoa này con nói thiệt với các cô chú, nếu mà mình trồng đạt trồng to thì mặt hoa của nó sẽ như cái bàn tay này nè, nó rất là to. Tại vì chôm thông fancy này là một cái dòng mặt hoa cát đại ha, rất là to luôn và hoa cực kỳ thơm, rất là lâu tàn nữa. Đồng giá là 130.000 một chậu và giá tiền của nó là 250.000 một cặp nha cô chú, chôm thông fancy. Và số điện thoại bên con đó là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Đây là chôm thông fancy.